tăng cường nội tiết tố estrogen như thế nào cho đúng? Thì có hai cách tăng cường bổ sung estrogen, đó là chúng ta sử dụng estrogen tổng hợp và sử dụng estrogen thực vật. Thì cách thứ nhất đó là chúng sẽ nói về ưu nhược điểm của estrogen từng loại nhé. Thì thứ nhất đó là estrogen tổng hợp, thì nó sẽ giúp giảm đáng kể các cái triệu chứng như là bốc hỏa này, đổ mồ hôi này, hay là suy giảm sinh lý nữ. Thì tác dụng của nó rất là nhanh, hiệu quả thấy rõ, nhưng mà lại là con dao hai lưỡi. Bởi vì nếu mà sử dụng nó trong thời gian dài thì sẽ ức chế cái cơ thể của chúng ta sản xuất ra estrogen nội sinh, thì ảnh hưởng đến cái việc tiết của estrogen của cơ thể, thì điều này có thể là rất là nguy hiểm. Thì cái estrogen tổng hợp thì gây ra nhiều tác dụng phụ như là căng tức ngực này, rồi buồn nôn này, nhức đầu này, vàng da, ứ mật, tăng huyết khối, gây tắc mạch, rồi có thể là tăng nguy cơ các bệnh về tim mạch này, về ung thư vú này. Do đó thì khi mà chúng ta sử dụng bổ sung cái estrogen tổng hợp ấy, thì chúng ta cần phải tuân thủ cái chỉ định của bác sĩ, thì chúng ta không nên tự ý bổ sung. Thứ hai đó là estrogen thực vật, hay còn gọi là phytoestrogen, thì nó là một cái nhóm chất có cấu trúc và tác dụng tương tự với lại estrogen của cơ thể của chúng ta. Và vì thế thì khi mà chúng ta bổ sung cái estrogen thực vật vào cơ thể ấy, thì sẽ giúp làm giảm các cái triệu chứng như là bốc hỏa này, đổ mồ hôi này, hay là giảm ham muốn. Và đây là một cái phương pháp được coi nó là an toàn cho cơ thể, dễ hấp thụ và tự đào thải khi mà cơ thể của chúng ta dư thừa. Và các cái thực phẩm chứa estrogen thực vật như là đậu nành này, và các chế phẩm từ đậu nành, sâm tố nữ, hay là bông cải xanh, táo lựu và các cái loại hạt, thì trong đó mầm đậu nành là có cái hàm lượng là isoflavon dồi dào, và có cái hàm lượng isoflavon khi mà chúng ta sử dụng các cái đậu nành mà có hàm lượng isoflavon càng cao thì càng tốt. Cho nên là nếu mà các chị em mà cần bổ sung cái estrogen cho cơ thể thì chúng ta cần phải cân nhắc kỹ nhé. Khi mà cơ thể của chúng ta bị các cái chứng về rối loạn tiền mãn kinh ấy, thì chúng ta có thể là bổ sung cái estrogen thực vật trước, và khi nào mà chúng ta cảm thấy mà nó không có hiệu quả thì chúng ta mới sử dụng cái estrogen tổng hợp. Và nhớ là estrogen tổng hợp thì chúng ta phải cần theo dõi và cần chỉ định của bác sĩ, cần phải cái sự theo dõi kỹ nhé, để cho nó an toàn cho cơ thể của chúng ta. Ok, chúc chị em của chúng ta vượt qua cái giai đoạn tiền mãn kinh được nhẹ nhàng và đẹp hơn.